Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của Thẩm Mỹ Viện Đá Cầu Vĩnh và Ngành Cho Gãy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong phương pháp phô mô collagen nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh mô của chị trước khi thực hiện nha. Mô của chị trước khi thực hiện là thâm rất là nhiều, thâm ra cả viền môi. Ngoài ra thì mô của chị rất là khô, và khi môi khô thì tạo nhiều nếp nhăn ở trên môi của chị. Với tình trạng môi thâm và khô khiến cho khuôn mặt của chị nhìn rất là tái nhợt, trong khuôn mặt rất là tối. Tình trạng trên chị đã đến bên mình xử lý thâm môi và thực hiện phương pháp phô mô collagen nha. Thì đây là môi của chị vừa mới thực hiện xong luôn nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì môi của chị hết thâm hoàn toàn, được chỉnh viền môi lại. Môi lên màu rất là tươi và mịn, không còn bị khô nữa nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì giúp môi, khuôn mặt của chị nhìn sáng hơn và trẻ hơn nha. Màu môi rất là đẹp nha các bạn. Sau khi thực hiện xong xử lý thâm môi và thực hiện phương pháp phô mô collagen thì giúp cho môi của chị nhìn rạng hơn, đẹp hơn nha các bạn. Các bạn ai có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ đến số 0905388576 để được trực tiếp bác sĩ Vĩnh, khoa thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.